Chào mừng mọi người đã đến với Chu Art Channel. Mình là Chu và rất vui được gặp mọi người tại video này. Mùa xuân đã đến mang đến cho ta những hơi thở mới. Tạm biệt cái giá lạnh của mùa đông, mùa xuân mang hơi thở ấm áp. Vì hơi ấm đó mà cây cối đâm chồi, ngàn hoa nở rộ. Và mùa này là mùa hoa đào nở đẹp nhất. Nếu video trước mình đã hướng dẫn các bạn vẽ hoa mai thì tại video này mình sẽ hướng dẫn vẽ đào và cụ thể là hàng đào nở rộ. Và bức tranh này sẽ là khung cảnh con đường hoa đào rơi thật đẹp. Mình sử dụng bút chì 2B để vẽ phác và sau đó để vẽ màu đậm nhạt thì bút mình dùng là bút 8B. Vẽ phác cây thì các bạn nên vẽ nhạt thôi nhé. Mỗi lần xuân đến không thể nào thiếu đi những cánh đào khoe sắc, hình ảnh cây đào gắn liền với sắc đẹp của trăm hoa đua nở, của sắc xuân tràn ngập hạnh phúc. Cây đào có nguồn gốc từ Trung Quốc, Mông Cổ và từ xa xưa Việt Nam đã trồng cây hoa đào tại thị trấn Sapa trong các tục chơi hoa ngày lễ Tết ở xứ Bắc. Hoa đào thường nở vào mùa xuân do các mầm hoa phân hóa thành, hoa thường mọc ở các nách lá. Hoa thường có màu trắng, hồng nhạt hay đỏ và có khoảng từ 5 đến 10 cánh tùy vào từng loại hoa. Hoa đào là loài hoa lưỡng tính có đầy đủ nhụy và nhị. Quả thuộc loại hạch và khi chín có màu đỏ vàng, thịt thơm, lớp vỏ ngoài có lớp lông mềm. Hình ảnh cây hoa đào đẹp nhất có lẽ chính là vào những dịp Tết. Nó dường như đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi con người Việt Nam và trở thành một biểu tượng cho ngày Tết ở miền Bắc. Sức sống hoa đào và sự sinh sôi nảy nở trong nó tượng trưng cho sự an khang, thịnh vượng, phát triển, trường tồn của mỗi cá nhân và gia đình. Hoa đào cho con người niềm tin hơn vào sự sống vĩnh hằng và sự phát triển của tương lai. Vẻ đẹp hoa đào tượng trưng cho vẻ đẹp của con gái xứ Bắc, dịu hiền, kiều diễm và những trời non e lệ, chỉ chờ nở rộ trong gió xuân lãng mạn.
Các bạn có tò mò về câu chuyện của hoa anh đào không? Để mình kể cho mọi người nghe về sự tích hoa anh đào nhé. Ngày xưa, ở phía đông núi Sóc Sơn có một cây hoa đào cổ thụ, cành lá xung xuê khác thường, bóng râm che phủ cả một vùng rộng. Trên cây hoa đào khổng lồ ấy có hai vị thần tên là Trà và Ất Lũy trú ngụ và tỏa rông uy quyền che chở cho dân chúng khắp vùng. Quỷ dữ hay ma quái nào bén mảng lui đến, ắt khó tránh khỏi sự trừng phạt của hai vị thần linh. Ma quỷ khiếp sợ uy vũ sấm sét của hai vị thần đến nỗi sợ luôn cả cây đào. Chỉ cần trông thấy cành hoa đào thôi cũng đủ khiến chúng phải bỏ chạy bay xa. Đến ngày cuối năm, cũng như các thần khác, hai thần Trà và Ất Lũy phải lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Trong mấy ngày Tết, hai thần vắng mặt ở trần gian nên để tránh ma quỷ hoành hành. Tắc oái, dân chúng đã đi hái những cành hoa đào về cắm trong nhà. Ai không hái được thì lấy giấy hồng điều và vẽ hai vị thần linh dán ở trước nhà. Việc làm này từ đó trở thành thông lệ, hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến, mọi người đều cố gắng cắm một cành hoa đào trong nhà mình. Và ngày nay, người Việt ít biết đến những câu chuyện tổ tiên như ngày xưa, nhưng vẫn giữ tập tục trang hoàng cho nhà bằng những cành đào tươi thắm, sắc giấy đỏ hồng điều với câu đối hòa hợp, cầu mong khởi đầu một năm mới trong không khí vui vẻ và trong sáng. Không những thế, hoa đào còn đóng vai trò không nhỏ trong việc tô điểm cho cuộc đời thêm ý vị. Mỗi hoa mỗi màu sắc, tạo nên một bức tranh xuân lộng lẫy mà hoa đào chính là tâm điểm của cái Tết rực rỡ nơi khung trời đất Bắc ở Việt Nam. Bạn nghĩ gì về bức tranh này? Hãy chia sẻ cùng mình và mọi người dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì hãy cùng mình ngắm lại thành phẩm nha! Đừng quên nhấn like và nút đăng ký cho Chu Art Channel nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người tại video sau! Bye!